Rồi một ngày mới. Mọi người một ngày mới an lành hạnh phúc. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ chiên cho mọi người thấy một cái món này là ngày thường mình ít có ăn lắm nha các bạn. Chỉ là đám giỗ thôi. Cho nên mình chuẩn bị đám giỗ thì mình sẽ ở đây là hai con gà người ta bó bằng đậu hũ. Bằng đậu hũ sườn với lại gốc núm đông cô. Thì người ta làm cái hình dạng của con gà vậy thôi, nhưng mà thực chất chỉ là tàu hũ thôi. Bây giờ mình sẽ sơ chế nha. Trước khi nấu đám thì mình sẽ chiên nó lên. Mình chiên hai bề cho nó vừa vàng thôi, không có chiên quá vàng. Cái này là hình dạng của con gà mình đã cắt ra rồi nha các bạn. Thì giờ gia đình mình chuẩn bị nấu đám giỗ trong vài ngày tới. Còn thời gian rảnh thì mình sẽ chiên sơ nó trước. Mình sẽ chiên sơ vàng như thế này nè. Rồi xong thì mình mới nấu đồ món nha các bạn. Thì tùy mình muốn nấu món gì đó mình nấu. Cà ri, lẩu. Mình nghĩ là cái món gà này mình nấu cà ri rất là ngon. Cà ri chay nha. Đây là con gà chay nha các bạn. Đừng có hiểu lầm. Nó không có giống con gà thật đâu. Thì khi ăn chay thì tất cả đều là đậu hũ, nhưng mà người ta cũng chỉ đặt tên để kêu thôi, cũng không phải là thèm khát gì mà kêu tên, mà kêu tên để mà mình biến tấu cái món ăn mình thôi. Thì khi sơ chế thì nó vừa vàng như vậy thì mình sẽ để vào dĩa, và vài ngày nữa thì mới tới đám giỗ. Mình sẽ để vô tủ lạnh, mình để vô tủ đông, tại vì những cái khâu này thì có thời gian rảnh mình sẽ làm trước, để khi tới ngay ngày đám giỗ thì mình chỉ lấy ra để mình chế biến thôi, mình không cần phải mất thời gian thêm. Thì thường thường nhà đám giỗ của nhà kỳ duyên của mình thì mình hay chuẩn bị những cái đồ ăn nó trước, khi mà mình đi chợ cái mình thấy cái món gì mình có thời gian rảnh đó, cái mình mua về mình sơ chế xong mình để vô tủ lạnh, mình để đó, và tới ngay ngày đám giỗ thì mình sẽ lấy ra để mình chế biến, nó rất là nhanh gọn và lẹ. Rồi mình không cần chiên cho quá vàng nha mọi người. Mình chiên cho nó vàng sơ vậy thôi. Rồi mình sẽ lấy ra. Thì khi sơ chế như vậy thì tùy theo mình sẽ nấu lẩu, cà ri hay hoặc xào mặn. Mình sẽ sắc ra cho nó vừa cái miếng ăn thôi. Cái này là nguyên con gà mình chỉ mới có cắt ra để chiên thôi, nhưng mà khi mà mình nấu mình chế biến thì mình sẽ làm cho nó như này các bạn. Đây là nó giống cái đầu con gà không? Chỉ là con gà chay thôi nha mọi người. Để cho mọi người coi cho vui thôi. Đó, hai con gà. Cái đám giỗ của nhà mình gọn lắm, mình chỉ làm hai con gà đơn giản vậy thôi, và đậu hũ cộng, rồi tàu hũ trứng, rồi tàu hũ lá. Thì mình sẽ kèm theo rau củ quả nữa, chứ không phải chỉ là bao nhiêu thôi đâu. Thì tới ngày đám giỗ thì mình sẽ chế biến có rất là nhiều món. Rồi mình sẽ quay những cái món mà mình chuẩn bị cho đám giỗ sắp tới cho mọi người cùng xem. Cái đám giỗ chay gọn đơn sơ của gia đình mình thôi nha. Hy vọng mọi người sẽ theo dõi những cái video tới để mà coi mình chuẩn bị đám giỗ chay gọn của gia đình kỳ duyên của mình. Về cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho chúng sanh được an lạc, cho mọi người cùng phát tâm bồ đề để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi cứu độ chúng sanh khắp bốn ơn ba cõi, chúng sanh bỏ ác theo thiện.
dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật. Mình sẽ để tủ lạnh nha. Để nguội rồi mình sẽ để tủ lạnh.